Trong 9 tháng năm 2024 thì lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 2.200 vụ liên quan đến thương mại điện tử phát hiện xử lý hơn 2.000 vụ vi phạm xử phạt hành chính gần 35,5 tỷ đồng. Đáng chú ý là cả 63 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều xảy ra các vi phạm trên môi trường online. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sử dụng biểu tượng để gắn lên website bán hàng khi chưa được duyệt không hiển thị công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng không công bố thông tin về chủ sở hữu website